Việt Nam là một trong những quốc gia tôn sùng đạo Phật. Do đó, những thông tin liên quan đến các vị thần Phật luôn là điều mà bất cứ ai cũng muốn biết. Nhiều người thắc mắc không biết tượng Tam Thế Phật là gì và thờ tượng Tam Thế Phật như thế nào. Nếu các bạn đang quan tâm tới điều này, nên tham khảo những chia sẻ của ký sự di sản UNESCO dưới đây. Tam Thế Phật, chữ thế có thể hiểu là thời. Vậy Tam Thế Phật là Phật ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Phật quá khứ là Phật A Di Đà, tượng trưng cho các đức Phật trong quá khứ. Phật hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật tương lai là Phật Di Lặc, tượng trưng cho các vị thật tương lai. Nói rộng ra theo nghĩa này thì Tam Thế Phật là Phật của cả ba thời, quá khứ, hiện tại và tương lai, tức là vô lượng, vô biên, vô số chư Phật mười phương. Bộ tượng Tam Thế Phật. Bộ tượng này gồm ba pho giống hệt nhau, thường được tạc trong tư thế ngồi thiết giả. Ta thường gọi theo thói quen là tượng Tam Thế. Thực ra đây chỉ là tên gọi tắt theo thói quen của người Việt để chỉ các vị Phật ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Tên gọi đầy đủ của bộ tượng này có nhiều, song phổ cập là Tam Thế Tam Thiên Phật, tức 3.000 đức Phật mỗi thời 1.000 vị, hay Tam Thế Thường Trụ Diệu Pháp Thân, là nhằm tôn sùng cái hình tướng chân thật, sáng láng, kỳ diệu, luôn tồn tại khắp không gian và xuyên thời gian của các đức Phật. Tam Thế Tam Thiên Phật nghĩa là 3.000 đức Phật trong ba đời, bao gồm quá khứ Thế Nhất Thiên Phật, nghĩa là vào thời quá khứ nhằm kiếp trang nghiêm có 1.000 đức Phật xuất thế như Phật Tỳ Bà Thi, Thích Khí, Tỳ Xà Phu, là những vị Phật sau cùng trong 1.000 năm đức Phật thuở ấy. Hiện tại Thế Nhất Thiên Phật nghĩa là đương thời nhằm hiển kiếp có 1.000 đức Phật lần lượt ra đời như những đức Phật Ca La Ca Tôn Đại, Câu Na Hầu Mâu Ni, Ca Diếp, Thích Ca Mâu Ni và Ngài Di Lặc sẽ là vị Phật thứ 5 và lần lượt sẽ ra đời cho đủ 1.000 vị Phật ở đời hiện tại nhằm kiếp hiền này. Vị lai Thế Nhất Thiên Phật nghĩa là đời vị lai nhằm kiếp tinh tú sẽ lần lượt ra đời 1.000 vị Phật. 1.000 vị Phật này ở đời hiện tại nhằm kiếp hiền chấm dứt. Quá trình và điều kiện để tu thành Phật theo bộ Kinh Phật Sử, hay còn gọi là Chánh Giác Tông, thì chúng sinh nào cũng có thể trở thành một vị Phật, nhưng không phải dễ dàng mà phải thực hành cho đúng và đủ theo thời hạn và các điều kiện nhất định. Đầu tiên, một chúng sinh muốn thành Phật thì phải phát tâm nguyện. Tâm nguyện này được một vị Phật nghe và thọ ký cho. Chúng sinh này muốn được Phật thọ ký thì phải tròn đủ 8 điều kiện. Một là phải là người chứ không phải trời hay thú. Hai là phải là nam chứ không phải là phụ nữ, hay bán nam bán nữ. Ba, có đủ duyên lành để đắc quả A-la-hán ngay trong kiếp này, nhưng quyết định không tu thành A-la-hán mà nguyện thành Phật. 4.
gặp được Đức Phật ra đời và được làm một điều phước thiện nào đó cho Đức Phật ấy. 5. Phải là người xuất gia, tu sĩ. 6. Phải đầy đủ những pháp của bậc cao nhân là có ngũ thông và đạt bát thiền. 7. Đã được làm phước báu cao thượng là bố thí mạng sống mình và vợ con mình do tâm nguyện cho thành Phật chánh giác. 8. Phải có ý nguyện dũng mãnh, quyết trở thành một vị Phật chánh giác, dù cho khó khăn khổ sở thế nào cũng không nao núng và thối chuyển. Sau khi đã được Phật thọ ký cho rồi, chúng sinh này phải tiếp tục luân hồi trong vô số kiếp để tích lũy đầy đủ các pháp ba la mật thì mới thành một vị Phật được. Cách thờ phụng Tam Thế Phật, những điều không phải ai cũng biết. Thờ Tam Thế Phật có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự tu hành. Nhưng thực sự thờ Phật như thế nào cho đúng pháp lại không hề đơn giản, và không phải ai cũng nắm rõ được điều này. Thứ nhất, ban thờ Tam Thế Phật phải hướng ra phía cổng chính. Hai, ban thờ Phật không được thờ với thần thánh khác, bởi thực tế thần thánh vẫn còn đang nằm trong lục đạo luân hồi, vẫn chưa thực sự giác ngộ hoàn toàn như giới Phật. 3. Bàn thờ Tam Thế Phật phải được lập ở nơi cao nhất, trang trọng nhất. Đồ cúng cho Phật chỉ nên dùng hoa quả để cúng. Đồ cúng được đặt trang trọng trên đĩa riêng, và đĩa đựng trái cây để cúng Phật không được phép dùng vào việc khác. Không bày đồ mặn và vàng mã lên ban thờ Phật. 4. Ngày thượng an vi cho Phật nên chọn vào ngày rằm, ngày mùng 1 hay các ngày vía chư Phật, Bồ Tát. Phải nhớ chuẩn bị xong tất cả mọi thứ thì mới thỉnh Phật sau cùng. Cùng tìm hiểu về ba pho tượng trong Điện Tam Bảo của chùa Tam Trúc. Tại gian thờ chính của Điện Tam Bảo có tượng Tam Thế ở ba thì quá khứ, hiện tại và tương lai. Diện tích đền thờ 5.100 m², có sức chứa 5.000 Phật tử cùng hành lễ một lúc. Toàn bộ tượng Phật được làm bằng đồng nguyên khối, nặng 80 tấn, đài sen nặng 30 tấn, lá đề sau lưng mỗi lá 15 tấn, được ráp vàng. Tượng được làm do các thợ thủ công hàng đầu của Nam Định đúc